Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái sản phẩm kem làm hồng nhũ hoa của bệnh viện Gian Hy các bạn nhé. Bệnh viện Gian Hy là bên Thái Lan các bạn ạ. Đó, thì những cái sản phẩm của bệnh viện Gian Hy này dùng khá là ổn, khá là ok và cái độ an toàn của nó rất là cao, không ảnh hưởng gì cả. Sau sinh hoặc do nội tiết, do hormone thay đổi mà các bạn biết là cái vùng nhũ hoa của mình là nó sẽ thâm dần. Bình thường á, các bạn biết là nhũ hoa ấy, bình thường ví dụ như là nhiều bạn thì bị bẩm sinh, các bạn biết là sau khi dậy thì một cái là cái nhũ hoa của mình nó đã bị thâm thâm và nhiều bạn là thấy là nó đen xì luôn đấy. Còn đối với nhiều bạn mà do hormone thay đổi thì các bạn biết là qua cái thời gian thay đổi cơ thể nó lão hóa thì cái sắc tố của cái vùng 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 ngực của chúng ta, cái nhũ hoa nó cũng sạm dần thâm dần đấy, nhất là sau khi sinh nữa, con bú xong nữa các bạn biết là nó thâm thâm kinh khủng đến mức cỡ nào luôn. Nhiều bạn gái thì rất là mất tự tin nên là không biết dùng cái loại gì để cho cái vùng nhũ hoa là nó được hồng hào trở lại. Thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn cái sản phẩm tiếp làm hồng nhũ hoa của bệnh viện Gian Hy nhá các bạn nhá. Đây mình sẽ bóc ra cho bạn xem. Khi mà đặt hàng về thì bạn biết ở ngoài cái sản phẩm á, thì nó đã có mã vạch rồi. Đấy, một lốc như thế này thì nó sẽ có 6 hộp, trong này nó có solo ngày sản xuất. Đấy, là ok rồi, chúng ta có thể kiểm tra trước. Còn bạn nào muốn dùng thử thì bạn lấy một tip cho mình. Một tip thì chúng ta có thể dùng được một tháng và sau khoảng độ 2 đến 3 tuần là chúng ta đã thấy có hiệu quả rồi các bạn nhé. Đây mình sẽ bóc ra cho bạn xem này. Đây mình sẽ bóc cái lốc nhũ hoa của Thái cho các bạn xem nhé. Đấy, nói chung là nó sẽ hồng tự nhiên cho chúng ta chứ không có phải là nhiều bạn là chị sợ là nó hồng, chị bây giờ em sợ là nó hồng nó kiểu nó không tự nhiên, không đẹp. Nhưng mà nói thật là cứ có hồng hơn là đã thấy thích rồi. Chứ không bình thường nó cứ đen đen là cảm giác như là rất là xấu. Đấy. Đây mình sẽ bóc ra cho bạn xem này. Đấy, một lốc có 3 tiếp mình quên mất. Đây. Đây một tiếp đây nhá các bạn nhá. Từng tiếp ở lô ở ngoài sẽ trùng với ở bên ngoài rồi. Mỗi một tiếp này có 10 gram. Đấy cách cách sử dụng cái kem làm hồng nhũ hoa sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thứ nhất là cái tiếp hồng nhũ hoa này nó chỉ có 10 gram thôi và chúng ta sẽ sử dụng cho mình ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Đấy, buổi sáng và buổi tối thoa một chút kem vào vùng nhũ hoa. Sau đó là massage cho mình độ tầm 5 phút và để như vậy luôn. Đấy, cho con bú xong là mới dùng được. Tức là chúng ta cai sữa xong thì chúng ta mới dùng nha các bạn nhá. Sau khi tuổi tuổi dậy thì nếu mà các bạn thấy mà vùng nhũ hoa của mình bị thâm là chúng ta cũng có thể dùng được rồi. Tức là cái này dành cho dành cho lứa tuổi đó là sau tuổi dậy thì, tốt nhất là sau 18 là chúng ta sử dụng cái sản phẩm hồng nhũ hoa của Gian Hy các bạn nhé. Gian Hy Pink Gel, đây là cái tên của nó là Gian Hy Pink Gel các bạn nhé. Đấy, gel làm hồng, tức là gel làm hồng. Đấy, ok, nếu mà vẫn còn thắc mắc cho cái sản phẩm hồng nhũ hoa Gian Hy của bệnh viện Gian Hy thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38 298 để đặt hàng chính hãng nhé. Ok, xin chào mọi người.